Nhưng mà nhà bếp của anh cũng làm rộng lắm. Cái bếp của nhà anh áp áo sẽ khá là hoành tráng đấy cô bác ạ. À, bây giờ nhìn cái khung như một cái gái thì làm việc của con gái, còn con trai là làm việc của con trai. Đây, đi làm như thế này mà phải điều con đi theo, sau lưng thì điều con đấy, đằng trước là phải chào các bác, xin mến chào quý các bác anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Quyền Điển TV. Các bác thân mến, hiện tại là cháu đang có mặt ở nhà của anh A Pháo các bác ạ. Hôm nay ấy thì là anh A Pháo làm bếp, vì thế nên là có bà con về hộ nhà anh A Pháo rất là đông. Hiện tại thì các cô, các bác, anh, các chị là đang hộ nhà anh A Pháo ở đằng sau này này các bác ạ. Em chào các chị nha. Vâng ạ. Thế hôm nay các chị về hộ nhà anh A Pháo từ sớm à? Hôm nay là chắc là không được đổ xuân luôn đâu chị nhỉ? Này chắc là phải làm một ngày này cô bác ạ. Hôm nay thì các cô, các anh, các chị là về hộ anh A Pháo thì là sẽ tiện là san luôn cả cái phần sân này. Sân của nhà anh A Pháo là có vẻ như là sẽ rộng hơn nhà của anh A Hải rất là nhiều. Tại vì là sang bên này thì làm xa liền hơn. Chỗ này từ đường ra đến nhà của anh A Pháo thì có phải tầm khoảng 4 mét các bác ơi. Còn về cái nhà bếp của anh A Pháo thì sẽ làm khác với nhà khác. Nhà của anh A Pháo thì phần dưới này thì được xây, tường này là được xây các bác, còn phần bên kia nó sẽ làm như kiểu là nhà sàn. Thì sau này nhà anh A Pháo thì còn trồng ngô các thứ, sẽ để lên trên góc này, nó sẽ gọn gàng hơn rất là nhiều. Với cả nhà bếp của anh A Pháo thì như là một cái gian nhà luôn, thì các bác làm rất là rộng luôn. Em chào anh Lý nha. Anh Lý có khỏe không? Hôm nay khỏe không? Lâu lắm rồi, hôm nay dòng bếp rất là yếu rồi. Chào anh Pháo. Vâng. Bố này là chuyển từ bên kia sang bên này rồi anh. Vâng. Ui, cái đi này là phải cẩn thận nhé, không rơi ra đường này. Vâng. Này à, cái gỗ này theo hồ đủ cho cái căn bếp của nhà ông nhỉ? Ừ, có làm thêm cái trồng rau nữa không? Dạ. À, cũng làm à? Dạ. Cũng làm ở chỗ nào? Dạ. Dạ. Sao ở trên này chứ? Dạ. 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 Em bảo là cái gỗ này là cái làm luôn cả chị đâu ạ? Đây. Mấy ngày nữa làm. Ôi anh Pháo, xin chào các bác nào. Chào các bác đi. Pháo chào các bác nhá. Hôm nay là ở trong bản mình là các chú, các anh, các bác là đi làm. Chúng con này là hơi ít, ít là con trai anh nhỉ? Ừ. Đi làm chị cũng ít rồi. Làm không hết rồi. Các cô, các bác là về hộ từ sáng rồi anh? À, sáng nay về hộ anh. Sáng nay về hộ nó về được cả ngày rồi. Hôm nay là làm cả ngày à? Ừ. Hôm qua chạy ngày, hôm nay chạy ngày. À, hôm qua cũng cả ngày luôn anh? Vâng, hôm qua cũng cả ngày. Cái mặt lá? Cái mặt lá? Cái mặt lá? Anh San ở dưới này làm gì à anh Pháo? Hả? Anh San dưới này làm gì? Đấy, cô ấy làm kinh. Anh Pháo là sang dưới này để làm xuống lợn như thế này các bác. Cái này thì là hay sợ là có mùi vào trong nhà không? Ui, anh Pháo ơi! Trời mưa sang bên này rồi đấy! Cái này em mưa ra đến gần đây rồi! Trời mưa là không ăn được đấy! Ôi, trời ơi các bác! Chị sẽ thông cảm cho cháu Hiển một chút các bác nhé. Ồ, giờ trời mưa này, không biết là có còn nào
cháu xe đi vào trong ngôi nhà của anh ăn cháo. Nay là không may mắn, thời tiết không ủng hộ rồi, không ủng hộ anh Ngọc Báo rồi. Mà con về hộ đông đông này đang làm thì mưa to. Trời mưa anh cho các anh nghỉ đã. Tí nữa thành người là làm. À ở chỗ kia thì có cái gốc cây kia. Có cây tre kia nên là không có mưa các bác ạ. Ở chỗ đây là không mưa. Ơi, thời tiết không ủng hộ anh rồi anh Báo ạ. Thế là mưa. Tí nữa cả mưa rồi. Trời ơi, mưa đến tối ấy. Đi làm cái gì ngày mai làm tiếp à? Ngày mai làm tiếp à? Mưa không phải được, chúng ta không mưa tiếp được. Này phải nhổ ra hết rồi anh. Nãy là như thế hả? Mưa to ấy. Chết trâu à? Nó chết của anh. Làm bếp này xong là anh làm chuồng trâu luôn à anh? Thế là cái làng làm cái thực dạng không có hết tiền rồi. Hết tiền rồi à? Ừ. Trâu thì chắc là 10 triệu mới làm được đấy. Chuồng trâu thì chủ yếu là lắng lên của nó thôi. Nó nhìn ấy, cây cây ấy. Cây ở đây có rồi. Cây cái này không đủ đâu. Không đủ á? Nhà mình bế ra đâu rồi. Ui mưa rồi, ướt rồi. Ướt rồi. Này sao lại làm như thế anh? Này, à, sao lại làm như thế? Tí mang lên trên mái à? À, tức là cá bò, là cá bò. Nói. À, muốn khảo. Ờ, anh đi không nói được tiếng Phổ Thông à? Anh này có phải là anh mà bị mắc rồi không? Ồ, anh này là thế à? Hay hay về nhà anh Báo này? Hay về ở nhà anh Báo? Nhà anh là ở tiếp bên kia đúng không? Ừ. Anh không nói được tiếng Phổ Thông không à? Tiếng Phổ Thông không được à? Tiếng Đồng cũng không được. Tiếng Đồng không được. Ừ. Nó nói tiếng nào nó không biết hết mà. Nói tiếng mèo là biết hết. Nó không biết đấy. Tiếng Đồng nào nó không biết hết đấy. Lúc nào ông nói chuyện nhiều, nói chuyện chán nhiều, nó không biết không nghe được chứ. À, cái này là làm lấy hôm một chút. Vừa ăn xong này. Qua làm. Hai tiếng. À, à. Thế đi cùng nhanh. Thế cái này phải tầm khoảng 2 hôm nữa nhỉ? Còn kia, ra đây ra ngoài. Một tháng nữa nhỉ? Thế cái này phải mấy
Đâu được. Ô. Chơi mất cả anh nhỉ. Thưa anh chị, là hiện tại trời đã tạnh được và bà con lại tiếp tục ra hộ anh em báo làm được đó ạ. Đến một tuần thì ở đây đào cái sân này, còn phần còn lại ấy thì là làm sang nhà bếp. Con trai đàn ông con trai thì sang hết phần bếp này. Anh Pháo bảo là nếu mà làm được hết bác thì sẽ cố là chiều nay sẽ lập được cái mái phần bếp này này. Rô tấm lợp ấy thì là vẫn là dùng cái tấm lợp cũ ngày trước mà lập mái nhà của nhà anh Hải ở bên kia các bác ạ. Toàn bộ cái khu gỗ này ấy thì là đều được dỡ nhà cũ của anh Hải ra làm hết. Hôm nay thì chắc là sẽ được lợp rồi. Hôm nay chắc là được lợp rồi anh Phá nhỉ? Bây giờ để mấy cái sàn này nữa là xong rồi mà đúng không? May mà có cái máy xẻ này các bác ạ, nó thì mọi việc nó cũng sẽ được thuận lợi và nhanh hơn. Còn nếu mà không có cái máy này dùng người để cưa thì nó tấm lợp này thì không biết là hôm qua hôm kia Pháo có cái gì nào không? Anh Dế ơi, tấm lợp này có bị hỏng tí nào không? Cái gì? Tấm lợp này hỏng nhiều đấy. Hỏng nhiều à? Nhưng mà cái bên này là cái dùng được hết đúng không? Cái này cái này là không dùng được à? Cái này vẫn dùng đúng không? Cái này nếu mà dùng được thì dùng để mấy cái này lại chuồng trâu nhỉ? Chuồng trâu là chưa có nhiều. Cái này à, ở bên kia là vẫn còn nữa anh? Cái này một bên thôi. Cái này một bên thôi á? Ủa trước nhà anh Hải làm to thế cơ nhỉ? À, thì tấm lòng này là thao đủ cả bếp cả chuồng trâu các bác ạ. Anh Pháo còn làm thêm cả chuồng lợn ở đằng trước nhà kia nữa. Làm chuồng lợn ở kia thì không hợp lý tí nào, nhìn là không hợp lý mấy. Tại vì là chỗ kia là hướng nhà là sang bên kia, đó hướng gió chính là từ bên kia vào. Mà làm chuồng lợn ở kia thì sợ là sau này sẽ mùi vào trong nhà. Tí nữa anh Pháo rảnh thì cháu sẽ nói chuyện với anh Pháo thử xem là anh có thể chuyển cái chuồng lợn sang chỗ nào được không. Nhà đẹp thế này mà làm cái chuồng lợn ở ngay trước cửa nhà thế này, tới này mùi cướp lợn vào trong nhà thì không được rồi. Anh Pháo à? Anh làm chuồng lợn ở đây không hợp lý đâu. Không hợp lý à? Bây giờ anh phải biết là tới này nữa mà anh làm chuồng lợn ở đây gió là từ bên này vào là anh ở nhà sẽ mùi cướp lợn đấy. Thế là lằng mềm lằng ở dưới mà không phải lằng nằm ở dưới cũng thế. Hay là anh xem làm chuồng lợn ở đây đi. Hay là làm chuồng sau ở đây. Làm chuồng sau này thì anh làm tới đây anh lắng cái nền xong là nó cứ thế sạch thôi. Tức là anh sẽ phải mất cái đó. Thì anh xem anh làm chuồng lợn ở đằng kia đi. Tại vì bây giờ nhà nhá, anh làm cái chuồng lợn anh xem đúng ở trước cửa nhà luôn. Làm bên này, bên này các bạn đã xem không? Không hợp lý đâu. Cái này nhà anh có khách thì làm cái này. Mùi cứ lợn thì không được. Anh bảo làm chuồng lợn ở đây á. Đây cũng là bếp của anh đúng không? Thế thì anh làm chuồng lợn ở đây đi. Làm đây, làm gì làm đây cũng được. Vâng. Anh chuyển chuồng lợn anh ra chỗ này để làm đi. Chỗ này chẳng làm được thế thôi. Làm móng xuống đi. Làm chỗ này xong là tới này mình thải cân nó đi xuống dưới kia luôn.
Thì vì anh làm ở kia, em biết là anh làm thấp ở nhà nhưng mà anh phải phân nó xuống, phân này gió từ bằng đằng kia về nó vẫn vào nhà. Sao là làm cùng sâu ở đây? Đây, đây, đúng rồi. Đây là mình muốn làm cái bể nước đấy. Làm gì? Làm bể nước. Anh làm bể nước ở dưới kia kìa. Làm bể nước ở giữa nhà bếp với cả nhà trong đấy. Nhưng mà anh làm bể nước ở làm cái chỗ đâu ở đây rồi. Những ngày làm xong anh làm đây. Vâng, thì anh làm cho ở đây xong rồi làm cái bể nước ở gần. Tức là anh làm cái bể nước ở gần luôn. Chứ mà anh làm cái gì nó có tiết kiệm hơn. Chứ bây giờ anh làm trồng trâu ở đây mà anh làm cái bể nước ở đây nó lại sai. Nhá, anh quyết định nhá, sẽ làm trồng trâu ở đây, trồng lợn ở đây, còn làm cái bể nước là ở đằng này. Tấm lợn là vẫn còn một cái trồng trâu đúng không anh? Nhưng mà nhà bếp của anh cũng làm rộng. Rộng lắm. Giết chưa cơ lên. Chín mùa lắm. Cái gì chín mùa? Cây đấy. Đấy cái cây. Cây chín mùa rồi á? Cái cây này. Nhà của anh Hải cũng làm lâu rồi mà. Làm được 7 năm, 8 năm đâu rồi. Các anh chị là vừa rồi thì cháu cũng vừa mới nói chuyện với anh Sáu về vấn đề chuồng lợn rồi là chuồng trâu. Tại vì là cháu thấy thì làm ở chỗ kia là không hợp lý một tí nào cả. Ra làm đây cũng được. Vâng, sau này nhà anh đẹp đẹp như này mà nhà anh thì lại hay có khách ấy. Khách vào trong nhà ngồi lại có mùi cất lợn thì nó lại không hay. Ra làm đây cũng được. Thì sẽ chuyển chuồng lợn ra đằng này. Chuồng trâu là sẽ đối diện với chuồng lợn luôn. Còn bên này là sẽ chỗ này tới này anh Báo bảo xây một cái bể nước nữa là sẽ cho anh làm ở đây. Làm cái bể nước ở đây luôn. Có thể là sẽ bà con anh Báo ngày mai là anh Báo sẽ phải nhìn bà con thêm một ngày nữa. Thứ nhất là láng nền ở trong bếp này. Thứ hai là làm ở láng cái sân ở trước cửa nhà khi nước này các bác. Sân của nhà anh Pháo thì cũng rộng lắm. Bây giờ hiện tại thì các chú, các anh em là đang hỗ nhau làm phần mái của bếp. Tí nữa là được lợp rồi. Anh Pháo bảo là về cái phần bếp đấy của bác thì anh sẽ không chắc nữa. Mà là để như thế này thôi, để... tại vì là anh Pháo là làm sau này là anh sẽ làm cái bếp lửa đấy. Sao hôm trước anh không bảo cho các chú thợ làm cho cái lò đi? Lò? Ừ, làm cái lò đi. Cái lò thế này mình làm cái lò. Ừ. Mình sẽ làm là lằng mà canh của nó đây, bên kia là nó... cho nó thẳng lên trên đây. Không, về cái bếp của nhà anh thì cũng cần phải làm cái lò cũng được. Tại vì anh làm như kiểu nhà sàn mà sau này anh giải sàn như trên này thì nó rất là thoáng. Nhưng mà về cái này anh có cho cái điều là xây kỹ thuật năng sinh phẩm. Xây chứ, xây chứ. Xây kỹ lên đó. Xây kỹ lên trên chứ. Đẹp cũng còn nhiều. Cái là để trong xi của anh thì có đủ cái số xi măng này có đủ láng cái nền của bếp với cả sân không anh? Chắc là không biết được. Cái sân của anh sẽ phải láng đến tận cái chỗ mà đang có cái em áo đen này đứng ra bên kia đấy. Chắc là có chừng là chỉ láng hết. Láng mỏng mỏng thôi, tại vì mình không để làm cái gì. Cá vẫn lấy một xi nhé. Thế thì anh cứ xem là thiếu cái gì thì sẽ chủ động là gọi trước. Tại vì là bây giờ đường lên trên này sạt rất là nhiều. Nên là sẽ hơi chậm mấy phần nữa. À bây giờ làm một số là làm bên kia, một số là sẽ lợp luôn đúng không? Liệu cái này có để thưa quá không cái cây này? Anh bảo cho các chú thợ là sẽ cho các anh em là sẽ lợp cái phần mái này thò ra ngoài dài dài một chút. Đây á? Đây là cái thứ lớn hơn. Thế này anh có phải lấy dứa để mà cắt cái xuống cái gì? Không ăn nước chảy mà không có có thể cái bếp của nhà anh Báo sẽ khá là hoành tráng đấy cô bác ạ. Bây giờ nhìn cái khung như một cái nhà luôn rồi.
đây tôi có tỏ bếp thoải mái, trước thì chưa có làm cái mực ngon này này các bác, thì cũng có rất là bác có góp ý với chú Sáu là không nên làm bốn bực với cả hai bực, cái này là ba bực này các bác, là làm ba bực đúng không? Có bực thôi các bác. Chú Sửa là đang tập trung lát gạch, hôm nay có thể là hôm nay một ngày, ngày mai một ngày nữa. Trong cái khu của nhà anh A Páo này các bác thấy bà con về hộ nhà anh A Páo rất là nhiệt tình. Đây thì cũng phải gọi là anh A Páo ở trong cái thôn này cũng rất là đoàn kết với bà con ở đây. Khi mà có một cái công việc gì đấy cần nhờ đến nhiều người là sẵn sàng sẽ có người ra đỡ anh A Páo hơn. Con gái thì làm việc của con gái, còn con trai thì làm việc của con trai. Ở đây còn đi thả em bé này các bác. Bà con làm mấy chuyến để tối còn được ăn cơm các bác. Không làm là tối con gái ăn cơm cùng các bác các cô rồi. Không cẩn thận là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Có anh A Páo là cũng có ở đây, cháu là rất là lâu không có gặp chị rồi. À chào các bác. Chị có khỏe không? Vậy. À khỏe à. Thế hôm nay đi làm vất vả quá đấy nhỉ? Ừ. Nhưng mà trông chị gầy đi ấy đúng không? Ừ. Gầy đi đúng không? Vui không chị? Vui. Vui. Hôm nay bây giờ là làm ở nhà xong là biết nói tiếng phổ thông nhiều hơn rồi nhỉ? Bây giờ là có nhà mới này, có gì nhỉ? Có bếp mới. Cái này là có trường trâu, trường lợn mới. Em nói chuyện với anh Táo rồi, sẽ không làm trường lợn ở đây nữa đâu. Không cho làm ở đây đâu. Hôm nay lúc này em bảo cho anh Táo chuyển cái trường lợn ra làm kia rồi. Nếu mà làm trường lợn ở đây sau này nó con nó thải đi từ cái kia, gió từ kia về nó sẽ vào trong nhà mình ấy. Nên là sẽ quyết định là chọn bên kia nhá, để làm trường lợn bên kia nhá. Bây giờ ai đang nấu cơm ấy chị? Nấu cơm xong rồi á? Ôi giờ này nấu cơm xong sớm thế. Bây giờ nấu cơm xong tí các chú thợ làm xong hết chẳng nguội hết à? Không biết. nói nhiều quá là không biết rồi đúng không? Chị bé ngô hết chưa? Ngô hết rồi đúng không? Cái gì nhỉ? Bé ngô là bé ngô nói tiếng nói tiếng ngô cái gì nhỉ? Chuột hết là tặng đúng không? Tặng đúng rồi. Em chỉ biết nói có lâu nói được một câu thôi. Cố gắng nha chị, cố gắng nha. Thế nào tới nhà em chơi chứ nhỉ? Anh Táo ấy đến nhà em rồi, chị chưa đến nhà em lần nào ấy. Đó, chị có nghe được không? Nhỏ. Người của anh A Páo thì đúng rồi các bác. Rất là hiền. Anh A Páo là cũng có chia sẻ rất là nhiều lần với em trên kênh của hai đội trường cháu rằng là em chị đã sống với nhau được hơn 10 năm rồi nhưng mà chưa có cãi nhau lần nào cả. Chứng tỏ là anh chị rất là hiểu nhau và rất là các cô có ba bạn đã hộ anh Táo nấu cơm xong rồi. Tao sẽ đi xem là làm những món gì đây. Ủa, đây là món rau bí. Đây là món cái gì nhỉ? Ốc đậu đúng rồi, ốc đậu. Thịt lợn. Thịt luộc. Thịt lợn luộc các bác. Đây là cơm. Đây là chắc là nước luộc thịt. Đấy, hôm nay là sẽ sang bên này hỏi xem là hôm nay là bán được nhiều hàng không anh Hải? Chưa được. Hôm nay bán được tầm khoảng bao nhiêu rồi? 100.000 chưa? Chưa được 100. Anh Hải chưa chào các bác lần nào đâu đúng không? Đúng rồi, chưa được vào điện. Chưa chào các bác lần nào đúng không? Thế cái này là anh Báo vừa mới đi lấy thêm hàng cho anh đúng không? Đúng rồi. Ồ, trước em lên em dặn anh bảo đóng mấy cái đinh vào đây để treo mấy cái kẹo này lên, anh chưa làm à? Treo lên để cho nó gọn gàng ấy. Anh Báo là anh Hải chưa đỡ tí nào à? Ngứa của anh ấy. Ngứa nhiều lắm. Anh không được ăn cá bên trứng đâu anh ơi, như thế. Thịt lợn, thịt gà đừng có ăn thịt chan nữa nhá. Anh bị ngứa nhiều quá nên là anh phải kiêng đi. Bây giờ anh có ấy không? Có bôi thuốc các thứ không? Có uống thuốc không? Anh hỏi em cameraman là cắt đầu cho anh à? À cắt tóc cho anh à? Đúng rồi, cắt đầu, cắt tóc. À, cắt tóc. Anh phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ nhá. Nhà vừa bột quá. Cái gì không làm được nhưng mà quét dọn nhà cửa cho nó gọn gàng sạch sẽ vào. Thế rồi, nó trở vào, có người chân mình có nó vào. Ừ. Là mấy cái bàn bên này anh rửa cho sạch sẽ đi. Nhà mình lúc nào cũng có khách như này. Về cái bìa cắt tông này anh xé ra xong rồi anh xếp vào.
xếp vào cho nó gọn, đừng có để như thế này. Vỏ chai các thứ đóng vào bao hết để có người thì mua mà. Không thì mỗi một lần anh báo đi xuống dưới kia lấy hàng ấy, anh buộc cho nó gọn vào cho anh báo chở đi xuống dưới kia bán. Chứ để đây làm gì, để đây vướng nhà đây. Có nhiều lắm đấy này. Này thì anh sẽ nói chuyện với anh báo. Đợi anh báo làm xong ạ. Mấy cái này là vứt như thế này cũng phí không có ba ạ. Mỗi lần là anh báo đi lấy hàng cho anh Hải ấy, là sẽ cho anh chở đi xuống dưới kia để bán, cũng được tầm khoảng mấy chục nghìn một chuyến chở đi như thế này ấy. Tại vì ngày xưa là cháu đã từng làm qua cái nghề này rồi nên là cháu có thể hiểu. Đây này, mấy cái thùng này anh đừng có lấy vứt nhá, lấy bán, lấy đi bán này. Nó cơm xong hết rồi anh để ý ở bếp này nhá. À đây à, ui rồi lấy ra ngoài này đi anh cho sáng. Đấy, dám phủ mình nhá. À, anh phơi được mấy ngày rồi? 4 ngày rồi. 4 5 ngày à? Mấy hôm nay trời nắng là nó khô nhanh nhỉ. Ô đợt này anh lấy non hơn nhỉ? Non rồi. Ô đợt này anh báo anh ấy lấy măng là non hơn nhiều đấy các bác này. Chết rồi. Sao hết rồi á? Chuẩn bị là hết mùa đấy nhỉ? Mùa. Thơm lắm. À, rất là mong các bác sẽ ủng hộ cho anh Táo mang nứa khô này để anh ấy có thêm kinh phí bổ sung thêm vào làm nhà. Chứ bây giờ làm nhà thì sẽ phát sinh ra rất là nhiều cái. Nên là khi mà các bác ủng hộ thì anh Táo anh ấy có thêm thu nhập, mà từ đó thì cũng có thêm tiền để làm nhà. Rất là mong các bác sẽ ủng hộ về cái sản phẩm mang nứa khô của anh Táo để có thể giúp một phần nào đấy cùng chung tay cùng với cả anh Táo của bác ạ. Thưa các anh chị, là hiện tại thì là bà con vẫn đang hộ nhà anh Táo rất là nhiệt tình. Trời thì như kiểu là lại sắp mưa to rồi các bác ạ. Thời gian này thì ở trên cháu thì trời mưa suốt luôn. Vì thế nên là cái tiến độ làm nhà của bé Quân cũng không được như mong muốn. Thì rất là mong các bác anh chị sẽ thông cảm cho hai vợ chồng cháu. Chúng cháu cũng rất là muốn làm nhanh các bác ạ, nhưng mà do thời tiết không ủng hộ thì chúng cháu cũng không biết làm thế nào. Có nhiều các bác thì cũng có góp ý cho chúng cháu rất là nhiều, và muốn là cho chúng cháu đẩy nhanh cái tiến độ làm nhà của bé Quân. Tại vì là làm cái khoảng thời gian cũng khá là dài rồi. Thì thời tiết cứ như thế này chúng cháu muốn nhanh cũng không được các bác ạ. Chị ơi, sao mà không mặc quần cho bé này đi? Mặc quần cho em, cho con đi. Cố lên. Đẩy cái xe rùa này ra ngoài đi, tí có xe đi qua ấy. Cố lên. Ở trên vùng cao ấy, trẻ con ạ, các bác ạ. Các bác ạ, trẻ con là như thế này. Này chắc là vừa mới đi học về. Cô chào con. Ê, con nói được tiếng phổ thông không? Con tên là gì? Con tên là gì? Hả? Không biết à? Không biết đâu nhỉ? Gãi đầu là không biết rồi. Ở trên vùng cao này cô bác thì rất là vất vả luôn. Đấy, đi làm như thế này và phải đưa con đi theo. Sau lưng thì đưa con. Đấy, đằng trước là phải làm những công việc như thế này. Các chị này thì hầu hết là các anh chồng là đi làm bên Trung Quốc hết rồi các bác. Nhà bếp của anh Ngọc Báo thì cao ráo thoáng mát luôn. Cái này còn cao bằng cái nhà luôn các bác ạ. Một lần nữa thì cháu cũng xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý cô bác anh chị, các mạnh thường quân đã luôn luôn tin tưởng và đồng hành cùng với hai vợ chồng cháu để cho chúng cháu giúp đỡ được kết nối với các bác, giúp đỡ được rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn ở trên vùng cao này hơn. Đấy, hiện tại cái căn nhà của nhà anh Nga Páo ấy thì là tính đến thời điểm hiện tại nhà của anh Nga Páo là căn nhà thứ ba mà chúng cháu kết nối được với các bác, giúp đỡ được bà con ở trên vùng cao này rồi các bác ạ. Đấy thì nhà của anh Nga Páo là có một cô tài trợ chính là cô Son Bùi. Cô có gửi đến cho hai vợ chồng cháu là 90 triệu. Và bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều cô bác cũng có đồng hành cùng với cô Son Bùi, đã tạo nên một cái căn nhà
cực kỳ là đẹp như thế này đối với anh A Páo. Hiện tại là chỉ còn làm tầm khoảng, nếu mà thời tiết ủng hộ ấy các bác. Và bây giờ thì cũng mưa nắng không còn quan trọng nữa rồi. Tại vì là ở bên ngoài thì cũng đã làm xong hết rồi. Về phần nhà của anh A Páo ấy thì lát gạch xong là làm mấy cái bậc thang này nữa, lắp cửa các cái nữa là xong rồi. Còn về cái sơn thì nếu mà có thêm kinh phí thì chúng cháu sẽ sơn. Còn nếu mà không có thêm kinh phí thì cứ để như thế này. Khi nào mà anh A Páo có kinh phí thì anh A Páo muốn sơn thì sẽ làm tiếp các bác ạ. Còn về phần bếp ấy thì anh bảo là không chát nữa mà để như thế này thôi. Tại vì là tới nay anh cũng có nhóm bếp ở trong cái bếp ở trong này ấy, thì anh bảo là bây giờ mà chát thì tới này làm bếp thì cũng có, nó cũng đen xì hết. Thế là anh bảo là không chát nữa. Còn về gạch mấy cả xi ấy thì anh sẽ dành để anh làm thêm một cái chuồng lợn với lại một cái chuồng trâu, và sẽ làm thêm một cái bể nước ở cái chỗ giữa này này các bác. Còn phần bên trên này sẽ làm chuồng trâu. Đấy, hầu như là anh sẽ cố gắng là tận dụng hết cái khu đất của nhà anh xuất từ trên này đi xuống dưới kia hết. Còn về nhà của anh Hải ấy, thì anh Páo cũng có bảo là tới này khi mà anh có thể đi lại được, anh muốn nuôi gà vịt ấy, thì là sẽ quay ra phía đằng đầu nhà ở bên kia kìa các bác, là sẽ cho anh Hải là làm ở bên kia. Còn bên này là sẽ cho anh Páo làm hết. Còn về cái nhà cũ của anh A Páo là sẽ để lại cho anh Dế, để cho anh ở trên kia, vì cái nhà của anh Dế là cũng hỏng hết rồi. Ba anh em thì hoàn cảnh của ai cũng đặc biệt là khó khăn. Và cái đặc biệt là ở đây là các anh em là cực kỳ là yêu thương nhau các bác ạ. Qua những thước phim mà chúng cháu chia sẻ từ trước tới giờ thì cũng có nhận được rất là nhiều lời khen của tất cả quý cô bác trong và ngoài nước. Bảo là chưa từng thấy có anh em nhà nào mà thương nhau được như anh em nhà này cả. Thì nói thật với các bác là từ lúc mà chúng cháu đi làm những chương trình như thế này, và thực tế không đi làm chương trình mà chúng cháu cũng chưa có gặp được anh em nào thương nhau đến như thế. Thì hy vọng là từ giờ đến tối là sẽ không mưa để cho các anh em là hộ anh A Páo lợp được xong cái mái ở trên phần bếp này các bác ạ. Thưa quý cô bác anh chị, hiện tại thì là thông tin của cháu chia sẻ đến đây cũng khá là dài rồi các bác ạ. Và để cho các bác, các chú, các thợ và các anh là sẽ tiếp tục làm, và tí nữa là cháu vẫn sẽ tiếp tục là ở trên này ghi hình để chia sẻ đến toàn thể của các bác là sau khi mà các chú lập xong để xem là cái căn bếp của nhà anh A Páo là đẹp như thế nào các bác. Còn thông tin của cháu chia sẻ đến đây cũng khá là dài rồi. Bây giờ thì cháu xin phép là kết thúc cái thông tin này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô bác anh chị ở những thông tin tiếp theo trên kênh Huyền Điển TV. Xin chào các bác.